Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nồi cá của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đồng hành cùng với mình là làm 3 việc ha. Thu hoạch các bé màu con, cập nhật việc thứ nhất là thu hoạch các bé màu con, việc thứ hai là cập nhật gốc nuôi cá săn mồi. Mình có bắt ha con cá tai tượng này, con cá la hán về đó, mới về nay mấy ngày. Thì sẵn cập nhật tình hình của tụi nó cho mọi người luôn, sẵn cho tụi nó ăn. Việc thứ ba là kiểm tra xem con cá betta nhà mình nó có quen với lại con cá mái chưa ha, để mình còn thả ra mà mình kiếm ổ trứng nữa ha. Trước tiên thì mình sẽ mời các bạn đồng hành cùng với mình là đi cập nhật tình hình của cái gốc cá săn mồi nha, tại vì cũng tới lúc cho tụi nó ăn rồi. Ca tuổi cá bé màu thì chưa đâu, sáng mở nắp thùng ra thăm tụi nó rồi kiểm tra rồi thì thấy cũng khá ổn rồi đó. Một lát cho ăn nữa rồi mình sẽ nhìn kỹ hơn một tí. Bây giờ thì nhìn liếc sơ qua thì thấy khá là ok rồi đó ha. Thôi bây giờ vào nhà nha mọi người ha. Quên nữa, để mình chỉ mọi người cái này. Con full gold của mình nó cái bụng nó rồi kìa, chịu không nổi luôn. Chuẩn bị hồ, còn phải chuẩn bị hồ cho nó đẻ nữa. Cái này chắc cả trăm á mọi người, không ít đâu mọi người. Quá tay cái bụng luôn kìa ha. Thôi vào nhà nha mọi người. Đây là cái gốc nuôi cá săn mồi của mình ha. Bé cá rồng của mình là mọi người, nay nó lên vàng lắm rồi, đã lắm, nhìn rất là mê luôn đó, vàng đó, còn ha, nay nó lên vàng lắm, nay nó lên vàng hơn bữa rồi đó, đang đốm đốm hàng vẫy số 5, đang hoàn thiện nổi hết hàng vẫy số 5 rồi, đang đốm đốm lên hàng vẫy số 6, các bạn thấy không, ở cái vị trí này nè, đang đốm lên hàng vẫy số 6. Thì hiện tại thì mình sẽ cho tụi nó ăn ấy, mình sẽ cho tụi nó ăn cái gì sâu dễ trữ hơn là dế rất là nhiều, cho nên là mình cũng hay thường xuyên cho ăn sâu ha. Nhìn nó chút xíu nha, nhìn nó chút xíu. Nhìn từ xa nè mọi người, mới vừa trà hồ cách đây 2 ngày luôn mà vậy đó, lên tảo nâu nữa rồi đó. Còn đây là bé cá la hán nhà mình nè. Ây, nó hơi mờ ta, sao nó chá, nó chối mất tiêu cái màu con cá luôn rồi. Để mình mở flash lên dí nó ra cho bạn xem. Đó, nó nè. Đó. Chỗ này kiến nó bị ố các bạn. Do kính nó bị ố. Do kính nó bị ố, mình phải đuổi nó ra ngoài vậy nè mới thấy rõ được nó nè. Thì cái vết thương của nó nay liền da rồi mọi người, bắt đầu là lên châu lại rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Nó. Sao cái kiến chỗ này nó ố chán quá vậy ta? Lấy cái áo chà luôn. Chắc phải xài cái chai xịt kiến xịt mới ngon. Để một lát mình làm, mình có cái chai xịt kiến kìa. Đó, bé cá la hán nhà mình. Bên này là bé cá tai tượng. Bé cá tai tượng thì cũng hơi gặp vấn đề nhỏ. Mình đang vô muối với vô thuốc đó. Thì nó có triệu chứng bị nấm trắng nhẹ ở tai bơi. Nếu các bạn thấy thì, nếu các bạn để ý ở hai cái tai bơi của nó thì hơi bị nổi đốm li ti màu trắng á. Cho thuốc vô cái đấy nó rụng, nó lơ lửng luôn kìa ta. Kinh thiệt ha. Thuốc với muối ha, trị như trị cá bé màu mà không biết có hiệu quả cao không đây. Đó, nó tắt lát rồi cho mọi người thấy rõ hơn tí nè. Đó, thấy không? Cái tai bơi á, đó. Ha. Mình cũng mới vừa gắn lọc cho tụi nó cách đây được 2 ngày thôi. Đây, mồi mình chuẩn bị cho mấy con cá của mình nè. Mua 20.000 sâu, quá trời sâu luôn. Nè, để cho con cá tai tượng ăn trước cho bạn xem nha. Nó kê vô sát vậy nè. Nó hơi nhát. Bây giờ nó còn... Ủa, sao con sâu nó rớt ngoài?
Ôi, đeo ngón tay mà không hay nè. Con cá tai tượng này nó còn hơi nhát tí. Cá la hán thì nó đang kè kiến. Nhưng mà ưng cái con này quá các bạn. Ưng quá ưng. Ưng là cái bộ bộ, bộ hoa của nó, bộ bộ bông á. Còn nhát lắm. Còn cá là con này thì khỏi nói, con này thì đang nè. Đó, hồi nãy phải quay về là các bạn sẽ thấy rõ hơn, thấy không? Nãy phải biết quay về là ngon lành nè. Đó. Để mình cho ăn cho nó ra. Nó ấy lắm. Con này nó lo nhoi lắm. Nó lo nhoi nó nhiều. Đó, cái góc quay đẹp nhất của cái hồ cá này luôn nè, hơi thấp. Các bạn thấy cái hàng trâu của nó là nay lên ngay chỗ cái vết thương ở này nó lên là ngon lành ha. Sao ta chỗ này đẹp, ăn nó coi vuông vãi tùm lum hết vậy đó mọi người. Chủ yếu là đem vô lần khoe với con cá, với cái con trong kiến hay gì đó. Đó, tại vì mình có gác ở đây cái miếng gương nè, bạn thấy không? Rồi gác cho nó có nó kè. Đó, đó. Để cho cá lồng ăn. Sâu mình mua nhiều lắm, 20.000 luôn nè. Cá lồng mình ăn cũng ít thôi các bạn, bằng 4 5 con như đây thôi nha. Thật chất ra cá cảnh nó ăn sâu nhiều không cốt nha mọi người, nó dễ bị cái chuyện mà bị lòi đít lắm, cho nên là lần mình cho ăn ít rồi cho ăn hết đợt sau này thì mình sẽ đổi cho nó dễ ha. Hiện tại cái chỗ này mấy con này thì mình không có cho ăn cá săn mồi, ăn cho mấy con săn mồi thì mình không có cho ăn cá mồi nha, không có cho ăn cá mồi, chỉ cho ăn côn trùng thôi. Này lên con này lên rất là đẹp luôn. Đẹp. Mỗi lần lên tới khúc trên này là mình đứng mình coi tụi nó cả buổi trời. Thôi bây giờ thì mình đi thu hoạch cá con nha, thu hoạch cá bảy màu. Quay xuống thu hoạch cá bảy màu rồi sẵn thu hoạch gốc ở trong nhà trước, rồi mình sẽ coi cá bé ta coi nó ok không, mình thả nó ra nữa. Mời bạn đồng hành của mình nha. Đây. Thì bữa mình đem mấy con máy rồng vô nè mọi người. Nè, nó nằm nè. Đem mấy máy rồng vô cho nó chuẩn bị ổ cho nó đẻ. Có một con này nó đẻ được có một con cá con hồi rồi, cái nó nín luôn rồi. Để mình ghẹo con cá con nó chạy ra cho mọi người xem. Chạy đâu rồi? Sáng năm con mà. Con này ra cũng khó kiếm. Cá mẹ nè. Không biết còn kè kè. Nè, nó nằm sát bên nè mọi người thấy không? Đó, được thu hoạch được con cá con ha. Còn cái con này thì để là tối nè. Corget để cho mình được bày cá con rồi tối thì cũng chắc là đẻ xong rồi, để mình vớt nó ra, mình vớt nó ra luôn.
vớt nó ra rồi dưỡng nó. Con này thấy kỳ này nó đẻ cái bầy này nó cũng hơi yếu một tí. Kỳ này nó đẻ xong bầy này thấy nó ấy dạ. Kỳ này nó đẻ xong bầy này cũng thấy nó hơi yếu một tí nha mọi người. Hơi yếu một tí. Đó. Cũng ít con à, được cần 20-30 con nha, không có nhiều nữa. Nó bày cái con đó, mở blast lên thử nha. Đó, có bày cái con. Để là tối, mà sáng ra sao thấy mấy con này nó bự quá nè. Đó. Bạn máy nè. Con máy này đợt này lứa này lứa thứ ba rồi à, lứa thứ ba rồi nha mọi người. Cái lứa trước á, cái lứa trước của nó là mình đem ra ngoài rồi, đúng rồi, cái lứa trước của nó là mình đem ra cái ngoài, cái thùng xốp ở ngoài rồi. Cái này là lứa thứ ba của nó. Để nhốt nó đây đi, nhốt đây ổn ha, nhốt đây cho nó thoải mái, thoải mái ăn cá đó. Rồi sao ngày mai rồi mới nhập bầy cho nó. Đây thì mấy con này nó chưa ha, có con này thì có cái bụng trơn trượng rồi nè, con này thì chưa, chờ con này quá tay chờ luôn mà chưa có đẻ nè, chờ hoài luôn, chậm, cái hàng phun lưng quá chậm luôn, chậm khủng khiếp. Đây còn đây là beta của mình. Mình đang ép con Nemo nè, bạn thấy không? Nemo, hai con Nemo khá là ok đó. Trống nhả bọt nè, trống nhả bọt. Ha, để mình dỡ một cái máy lên cho bạn xem, bữa xem chắc cũng không kỹ. Đây, bạn cái máy nhà mình. Con này là Nemo Copper. Nemo Copper. Không biết sẽ lên cá con như thế nào đây. Để mình thả ra luôn. Con trống con mái nha mọi người. Mái bụng bự lắm rồi. Đó. Quan sát tí coi coi tụi nó có ấy không. Thôi. Rồi. Vậy đi. Rồi có gì mình sẽ cập nhật sau. Thì thu hoạch một bầy co rét. Với lại thả cho con trống con mái nó ép rồi mình cũng sẽ quan sát, sợ nó thấy nó cũng quen rồi đó, nhưng mà sợ vẫn sợ nó choảng nhau cho nên mình sẽ thăm thường xuyên hơn để coi coi nó êm không. Thấy con trống nó nhả bọt ok rồi đó ha. Bây giờ thì mình sẽ ra cái gốc nuôi cá ngoài trời của mình tiếp tục thu hoạch ngoài đó, rồi mình sẽ đem cái con mái full gold đó mọi người. Con mái full gold hồi nãy á mình còn phải tìm cái ổ. Mình có nè. Mình còn phải tìm mình đem nó mình thả vô đây. Ha, để mình đem nó mình thả vô đây luôn. Đó, lấy cái này ra. Đi thôi mọi người ơi. Đây. Mấy bầy beta của mình ha, đang form. Bữa nay thì hôm qua cho ăn cũng nhiều cho nên chắc bữa nay chắc không cho ăn đâu. Ai. Bầy cá con của mình. Ha, giới thiệu thành viên mới với mọi người. Nó nè. Cũng đông lắm nha. Để ngày hôm qua, để hồi chiều ngày hôm qua, hồi tối này thì mình bắt máy ra rồi. Bữa nay thì mình sẽ cho tụi nó ăn cử đầu tiên. Full gold con nha các bạn. Full gold. Đó, nó gom lại đó. Đó, tổng cộng ở đây thì mình đã có 3 bầy rồi. Ba bầy full gold con, còn chờ con mái này nó đẻ nó nè. Ở đây mình còn con mái nè, bạn thấy không? Đó. Bụng khá là to rồi. Không biết chừng nào đẻ luôn. À. Mình mới vừa dọn dẹp chỗ này lại sơ sơ. À, ở đây thì mình mở lần có nửa phần nắp thôi. Mình không có mở nhiều. Lý do là bữa trưa nắng rất là dữ. Để mình khoe với mọi người luôn nha. Thì đây
cái bộ cá mình được tặng nè mọi người. Thì nó đẻ cá con rồi các bạn. Đẻ được bầy nè. Ha. Thì sẵn đây thì mình cũng sẽ thu hoạch. Ngày hôm nay là được 3 bầy, một bầy full gold, một bầy coret và một bầy rồng. Ha, mà cái bầy rồng này á là cái bầy có thể nói là cái bầy xịn sò nhất. Có thể nói là cái bầy xịn sò nhất mà mình được sở hữu. À, được bạn tặng. Nè để mình nè các bạn thấy không? Có cái con nè. Mình đếm sơ sơ chắc cũng tầm được 6 7 con vậy đó. Ha, nè. Để coi con nó sẽ như thế nào nha. Không biết là con máy nào đẻ thiệt. Mình không có chắc cú với các bạn là con máy nào đẻ được, con máy nào đẻ. Nhưng mà mình có thể là nói là trong cái bộ này con nào đẻ cũng rất là ngon. Thật sự mình chưa biết, mình chưa xác định được con máy nào đẻ. Để coi như thế nào. À, mình nghĩ chắc là con máy này rồi. Mình nghĩ chắc là con máy này. Ha. Đó, được bảy cá con rồi đó mọi người. Nè. Nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Thôi để tối đi mình canh vớt để yên cho tụi nó đi. Một lát thì mình sẽ cho ăn Atomy nha, một lát mình sẽ cho tụi nó ăn Atomy. Thôi. Thì tiếp tục nha. Ha, nó nóng thì các bạn biết rồi đó, nó dễ. Nó rất là dễ làm cho cá con nó bị dị tật. Chạy quá man. Ồ man. Bụng bự mà còn nhanh vậy. Mệt ha. Mày mệt không chứ tao mệt rồi đó. Đừng có bắt tao dùng cái tới cái tay hoặc là cái vợt. Tao vớt, tao thấy cái bụng mày bự, thành ra tao không có vớt, dám vớt mạnh. Đó, vớt nó vô rồi nè mọi người, đã đời. Vớt nó vô rồi nè. À, full tay rồi. Lên muốn full tay rồi nè. À, lên anh kim đó là khá, rất là đẹp luôn. Đó, cái này chắc cũng sắp đẻ rồi. Ờ, sắp rồi mọi người ơi. Thôi đem nó vô nhà thôi. Ngoài này thì đâu có còn chỗ đâu để cho nó đẻ tiếp. Để đem nó vô nhà. Rồi sẵn chôm cho nó cộng rong đi. Cộng rong. Đó. Rồi, vào. Rồi, vào tới rồi nè các bạn. Ai... đó công việc buổi sáng coi như đại khái là nhiêu đó đó, cho cái hộ cá săn mồi ăn, tụi nó ăn đồ tươi, thành ra cho tụi nó ăn sớm hơn tụi dưới này thường thường sẽ như vậy. À, mình thăm, mình dỡ nắp ở dưới rồi mình lên mình cho tụi săn mồi ăn, rồi mình mới là đi xuống mình coi cá bé màu tới giờ ăn chưa, mình sẽ cho ăn. Ha, buổi sáng thì mình xuống dưới gốc cá bé màu trước, dỡ nắp đồ hết các kiểu, thăm đồ coi có thu hoạch gì không, rồi mới tọt lên tới cái là cái hồ, mấy cái hồ cá trên kia cho tụi nó ăn, xong rồi mới dòng xuống dưới cá bé màu với cá bé ta, thăm cá bé màu cá bé ta cho ăn. Đó, đó là công việc cả ngày của mình là như vậy. Ha, coi tụi này nó có choảng nhau không. Còn không sao, không sao. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Ha, các bạn có nhìn đây. Đó, coret nhà mình. Đây nó đang nhú tay nè. Ha, cái này cầu qua Tết luôn, mình dự đoán sai. Vậy là cái bài cá hôm bữa mình giới thiệu cho mọi người là nó chơi tới mới có 1.5 tuổi thôi. Mình dự đoán sai đó mọi người. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.